Thiếu tướng Đinh Văn Nơi không chỉ được biết đến với vai trò là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh mới nhậm chức, mà còn là một lãnh đạo quyết đoán. Sinh năm 1976 ở Long Hòa, Bình Thủy, Cần Thơ, ông sở hữu một lý lịch đáng nể với nhiều năm kinh nghiệm và sự cống hiến không mệt mỏi. Trước khi nhận nhiệm vụ hiện tại, ông từng làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nơi ông đã chỉ huy lực lượng đạt nhiều thành tựu xuất sắc trong việc giữ gìn an ninh và trật tự. Theo đó, trong quá trình công tác tại An Giang, ông Đinh Văn Nơi đã khiến nhiều tội phạm phải khiếp sợ. Chính vì vậy mà vụ việc chi 20 tỷ đồng để điều chuyển ông Nơi đi khỏi An Giang, dễ bề làm ăn, mới xảy ra. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Toàn cảnh vụ chi hàng chục tỷ để né đụng mặt Giám đốc Công an Đinh Văn Nơi. Vào đầu tháng 12 năm 2020, Trần Trí Mãnh là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dầu nhớt và phụ tùng xe gắn máy. Tuy nhiên, trước lo sợ về việc tăng cường tấn công và trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm kinh tế, do Giám đốc Công an tỉnh An Giang thời điểm đó, Đại tá Đinh Văn Nơi, hiện đang là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, chỉ đạo, Mãnh bắt đầu nảy sinh ý định tìm cách ảnh hưởng để chuyển Giám đốc Công an tỉnh sang tỉnh khác. Khoảng tháng 12 năm 2020, Mãnh đã gặp Đào Ngọc Cảnh ở thành phố Đà Nẵng và đưa ra yêu cầu giúp đỡ về việc tác động và điều chuyển cán bộ. Cảnh sau đó đã nhờ đến Ngô Văn Trọng ở thành phố Đà Nẵng và Trọng lại nhờ đến Hoàng Thị Tâm ở thành phố Hà Nội với mức giá là 13 tỷ đồng. Tâm quyết định sẽ sử dụng 10,5 tỷ đồng trong số này để thực hiện kế hoạch, trong khi còn lại 2,5 tỷ đồng sẽ được chia đều giữa Tâm và Trọng. Tuy nhiên, về phần số tiền còn lại, không có cuộc trao đổi cụ thể nào được thực hiện giữa hai bên. Cảnh tạo điều kiện và sắp xếp cuộc gặp giữa nhóm Trọng và Mãnh để thảo luận và đạt được thỏa thuận về việc điều chuyển cán bộ. Tuy nhiên, Trọng và Tâm không thực hiện được kế hoạch, do đó tiếp tục nhờ đến sự trợ giúp của Vũ Văn Quý ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý đã chấp nhận yêu cầu mặc dù không thể thực hiện và yêu cầu trước tiên là cần nhận 5 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền này, Quý thông báo cho Tâm biết rằng kế hoạch không thể thực hiện được, nhưng nếu muốn lấy lại số tiền đã trao, Mãnh sẽ phải chi thêm một khoản tiền. Sau đó, Trọng, Quý và Tâm đã cùng nhau bàn bạc và quyết định thực hiện một hành động lừa đảo nhằm lấy cắp tiền của Mãnh. Quý, Trọng và Tâm đã tự tạo ra những câu chuyện và mối quan hệ với các cán bộ cấp cao, đồng thời tuyên bố rằng có khả năng điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh với mức giá là 20 tỷ đồng. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2021, Trọng, Cảnh và Tâm đã đến thành phố Châu Đốc để gặp Mãnh. Trọng và Tâm đã yêu cầu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng và sau khi công việc hoàn thành, số tiền còn lại sẽ được chuyển tiếp. Cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2021, Mãnh cùng với Trọng đã đến một ngân hàng để chuyển số tiền là 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được số tiền này, Tâm đã thông báo cho Quý. Trọng và Quý sau đó đã đồng phạm trong việc dối trá Mãnh, tuyên bố rằng kế hoạch tác động và điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu chi phí 4-5 tỷ đồng để bù đắp cho việc di chuyển các khoản chi phí khác. Mãnh tưởng thật nên đã thương lượng và thỏa thuận nhận lại một phần tiền. Mãnh đã đồng ý chịu mất 2,3 tỷ đồng và nhận lại 7,7 tỷ đồng. Số tiền này đã được Tâm chuyển cho Quý 2,1 tỷ đồng và Trọng 100 triệu đồng. Vào tháng 3 năm 2021, Mãnh đã tố cáo hành vi phạm tội của Quý và các đồng phạm. Quý, Trọng và Tâm sau đó đã ra đầu thú. Người chi 20 tỷ khai lý do muốn điều chuyển ông Đinh Văn Nơi đi nơi khác. Trong vụ án chi 20 tỷ để điều chuyển Giám đốc Công an Đinh Văn Nơi, tại phiên tòa xét xử, bị cáo Trần Trí Mãnh khai, ban đầu chỉ muốn làm quen với ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ, để tăng uy tín, nhưng không được, nên mới chi tiền để điều chuyển ông Nơi đi nơi khác. Cụ thể, vào ngày 8 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang xét xử vụ Giám đốc doanh nghiệp sẵn sàng chi 20 tỷ đồng nhằm điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Bị cáo Trần Trí Mãnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh,
bị truy tố về tội đưa hối lộ. Các bị cáo Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng, ngụ Quảng Ngãi, Hoàng Thị Tâm, ngụ Hà Nội, Vũ Văn Quý, ngụ Hải Phòng, cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quý còn bị truy tố thêm tội rửa tiền. Tại tòa, bị cáo Mãnh khai bản thân làm ăn hợp pháp và ban đầu chỉ muốn làm quen với giám đốc công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là đại tá Đinh Văn Nơi, nay là thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Khai tại tòa, bị cáo Mãnh cho biết, ban đầu bị cáo chỉ muốn làm quen với giám đốc công an tỉnh. Bị cáo có nhiều mối làm ăn ngoài địa phương, làm quen được với giám đốc công an thì uy tín của bị cáo sẽ tăng lên và thu hút được nhiều mối làm ăn, đầu tư hơn. Do đó, Mãnh đã nhờ bị cáo Cảnh kết nối để làm quen với giám đốc công an. Tuy nhiên, Cảnh nói ông giám đốc này khó, không thể kết nối được và Cảnh đề xuất đổi ông khác về để làm quen dễ hơn. Bị cáo cũng đồng ý. Mãnh khai và cho biết bị cáo Cảnh là người gợi ý điều chuyển trước. Để thực hiện, Mãnh đã đưa cho Cảnh mượn trước 50 triệu đồng để lo chi phí đi lo việc. Bị cáo Mãnh không hề biết các bị cáo còn lại mà thông qua Cảnh giới thiệu. Còn bị cáo Cảnh có sự việc Mãnh nhờ kết nối làm quen với giám đốc công an tỉnh nhưng không được nên mới gợi ý sang điều chuyển. Về lời khai của bị cáo Cảnh, người này cho biết bản thân cũng nói rõ với Mãnh là bị cáo không có khả năng điều chuyển vì điều chuyển cán bộ thì phải làm theo một quy trình rất nghiêm ngặt. Lúc này Mãnh mới nói có quen ai thì giới thiệu giúp Mãnh. Sau đó Cảnh mới giới thiệu Trọng và Tâm với Mãnh vì trước đó Trọng nói có nhiều mối quan hệ. Cảnh khai thêm, tuy nhiên bản thân bị cáo cũng không tin tưởng Trọng có khả năng điều chuyển và cũng có cảnh báo với Mãnh phải tìm hiểu kỹ, tránh để bị lừa. Vụ chi 20 tỷ đẩy giám đốc công an đi nơi khác, một người vừa là bị cáo vừa là bị hại. Trong vụ án chủ doanh nghiệp chi 20 tỷ đồng nhằm điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác, qua điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố người trung gian là Đào Ngọc Cảnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Trần Trí Mãnh, người chi tiền với mục đích điều chuyển giám đốc công an tỉnh, cũng bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Trần Trí Mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Mãnh lo sợ việc giám đốc công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là đại tá Đinh Văn Nơi, nay là thiếu tướng, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, chỉ đạo tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Do đó, Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác. Khoảng tháng 12 năm 2020, Mãnh gặp Cảnh ở thành phố Đà Nẵng, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Ngô Văn Trọng, ngụ Quảng Ngãi, Hoàng Thị Tâm, ngụ Hà Nội với giá 13 tỷ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ. Cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng. Còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh, nhưng chưa trao đổi với Cảnh. Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh để thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh. Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Vũ Văn Quý, ngụ Hải Phòng. Quý cũng không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng thì Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó, Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của Mãnh. Cả ba đến gặp Mãnh rồi tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương có thể điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 1, Cảnh, Trọng và Tâm đến thành phố Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng. Sau khi việc hoàn thành thì chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại. Ngày 20 tháng 1, Quý đến thành phố Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một chiếc ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng và Quý bàn bạc nói dối, Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoảng 4 đến 5 tỷ đồng là tiền chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho công an. Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại cho Mãnh 7,7 tỷ đồng. Trong đó, Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng, còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng.
Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào và người này không biết đó là tiền bất chính. Sau đó, Mãnh tố cáo hành vi phạm tội của các bị cáo. Với những hành vi trên, Vũ Văn Quý bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Trần Trí Mãnh cũng bị truy tố về tội đưa hối lộ. Tuyên án người chi 20 tỷ nhằm điều chuyển ông Đinh Văn Nơi. Sau 2 ngày xét xử, ngày 10 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án các bị cáo trong vụ giám đốc doanh nghiệp sẵn sàng chi 20 tỷ đồng nhằm điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Mạnh tay chi tiền điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác. Các bị cáo gồm Trần Trí Mãnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh, bị truy tố về tội đưa hối lộ. Đào Ngọc Cảnh, Ngô Văn Trọng, ngụ Quảng Ngãi, Hoàng Thị Tâm, ngụ Hà Nội, Vũ Văn Quý, ngụ Hải Phòng, cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quý còn bị truy tố thêm tội rửa tiền. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang nêu quan điểm luận tội. Mãnh lo sợ việc giám đốc công an tỉnh An Giang khi đó là Đại tá Đinh Văn Nơi, nay là Thiếu tướng giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, chỉ đạo tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Khoảng tháng 12 năm 2020, Mãnh gặp Cảnh đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển ông Nơi đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Trọng, Tâm và sau đó có Quý tham gia. Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà đã tạo điều kiện sắp xếp thời gian để nhóm của Trọng gặp Mãnh thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh. Cả ba đến gặp Mãnh rồi tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, có thể điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Mãnh đã chuyển trước 10 tỷ đồng, cả nhóm thống nhất sau khi việc hoàn thành thì Mãnh chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại. Bị đề nghị phạt 9 đến 11 năm tù về tội đưa hối lộ. Ngày 20 tháng 1 năm 2021, Quý đến thành phố Châu Đốc, thấy trước công ty của Mãnh có một số ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng và Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 đến 5 tỷ đồng là tiền chi phí của nhóm của Trọng đi lại và lo lót cho công an. Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng, còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào và người này không biết là tiền bất chính. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Mãnh 9 đến 11 năm tù về tội đưa hối lộ, Quý 12 đến 14 năm tù, Trọng và Tâm cùng 10 đến 12 năm tù, Cảnh 8 đến 10 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Quý còn bị đề nghị phạt 10 đến 12 năm tù về tội rửa tiền. Đồng thời, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tịch thu số tiền hơn 2 tỷ đồng mà các bị cáo chiếm đoạt của bị cáo Mãnh. Được nói lời sau cùng, các bị cáo cho biết đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 2 tỷ đồng là tiền để thực hiện hành vi phạm tội, cần tịch thu. Luật sư bào chữa cho Mãnh đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Mãnh, đồng thời cho bị cáo nhận lại số tiền bị chiếm đoạt. Luật sư phân tích rằng Mãnh đã chấm dứt hành vi trước khi bị cơ quan điều tra phát hiện, chủ động tố cáo hành vi của các bị cáo khác và tích cực phối hợp điều tra vụ án. Còn luật sư bào chữa cho các bị cáo khác xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo. Đối đáp lại, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị tịch thu hơn 2 tỷ đồng vì đây là số tiền mà bị cáo Mãnh dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Điểm lại những phát ngôn ấn tượng của ông Đinh Văn Nơi. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cứ làm đúng thì người dân sẽ ủng hộ. Năm 2020, khi ông Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh An Giang, ông đã làm một việc chưa có tiền lệ là dùng số điện thoại của mình làm đường dây nóng để tiếp nhận tin báo của nhân dân. Theo đó, ông Đinh Văn Nơi cho biết, nói đến vấn đề này là phải nói tới chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương
Bộ Công an khi điều động giám đốc không phải là người địa phương đến làm việc. Khi một mình đến đó, anh không có bà con họ hàng. Nếu không được cán bộ và nhân dân địa phương ủng hộ, thì anh rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Việc công khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp ông hoàn thành nhiệm vụ. Dùng số điện thoại của mình làm đường dây nóng, ở đây ông không có áp lực gì. Tuy nhiên, khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi. Khi dân điện thoại nhắn tin, anh có tiếp nhận không? Anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin không? Đó là những câu hỏi đặt ra cho người cán bộ luân chuyển. Đến một địa phương mới, mình muốn hòa nhập cũng cần có thời gian. Nhưng ở đây là mình muốn hòa nhập liền thì phải bằng những kênh thông tin như thế này. Qua đó cũng là một kênh nắm thông tin, giám sát cán bộ. Ví dụ như ở huyện A, có tình hình hoạt động tội phạm như thế, cán bộ quản lý địa bàn chưa báo cáo, nhưng tôi đã biết. Đó là mình chủ động, chứ không để mình rơi vào thế bị động. Và nếu anh báo cáo chưa đúng, thì tôi có những kênh thông tin để tôi chỉ đạo anh. Đi luân chuyển cán bộ thì phải rèn luyện, phải phấn đấu, chứ không phải đi học việc, và anh phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu anh nói đến một nơi mới bắt đầu học việc, thì tức là anh không xứng đáng ngồi vị trí giám đốc. Như vậy thì anh phải biết đột phá. Người dân điện thoại cho anh phải xử lý, mà phải xử lý cho hiệu quả. Khi mình công khai số điện thoại và xử lý tin nhắn giúp dân, người dân cảm thấy tự hào vì người ta báo cáo giám đốc mà được xử lý và xử lý triệt để. Người dân sẽ càng tin tưởng lực lượng công an và hình ảnh của lực lượng công an được thể hiện từ chính những việc làm này. Như vậy là khi anh ngồi vị trí giám đốc công an tỉnh, anh đã làm được việc để cho người dân công nhận, chính quyền địa phương công nhận. Cứ làm đúng thì người dân sẽ ủng hộ. Lãnh đạo đồng tình, nhân dân đồng thuận, lực lượng công an quyết tâm cao, không chùn bước thì vụ án nào cũng được giải quyết. Nhiều năm qua, ông Đinh Văn Nơi đã ghi dấu ấn khi trực tiếp chỉ đạo triệt phá một loạt vụ án lớn được dư luận rất hoan nghênh. Nói về điều này, tướng Nơi cho biết, khi làm việc, bản thân ông suy nghĩ đơn giản thôi. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đối với các vụ án lớn, có ban chuyên án luôn sát cánh với mình, là người thủ trưởng đơn vị. Trong quá trình đấu tranh với các vụ án, phải có sự bàn bạc công khai, dân chủ, có sự đánh giá rất rõ ràng, đường đi nước bước của ban chuyên án, làm sao để đạt được yêu cầu. Một số vụ án lớn có hai vấn đề phải đạt được. Một là sự đồng tình của lãnh đạo cấp trên. Hai nữa là có sự đồng thuận của nhân dân và lực lượng công an, quyết tâm cao, không chùn bước trước mọi rào cản, thì vụ án nào cũng được giải quyết. Bản thân ông Đinh Văn Nơi không mong muốn phải xử lý những vụ án lớn như thế. Nhưng khi phát sinh trên địa bàn, thì lực lượng công an phải làm triệt để. Dẫn chứng lời nói của đồng chí Tổng Bí Thư và nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước khẳng định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, sai là phải xử lý. Lời nói của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã phát ra, đó là mệnh lệnh, mình là chiến sĩ trong lực lượng công an, mình phải thực hiện. Làm người đứng đầu là phải có bản lĩnh, quyết đoán của người chỉ huy. Khi đã phá án là phải làm triệt để. Ví dụ như thời điểm phá vụ án buôn lậu 51kg vàng do trùm buôn lậu 10 tường, tức Nguyễn Thị Kim Hạnh, 54 tuổi, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, cầm đầu. Có đối tượng trốn sang nước ngoài. Nếu lúc đó công an không nhanh, thì đối tượng càng có cơ hội trốn xa. Thời điểm đó, dịch Covid-19 nên công tác truy vết, truy bắt hết sức khó khăn. Mặt khác, yêu cầu đối nội đối ngoại với nước bạn càng phải thận trọng và tuân thủ pháp luật hai nước. Đấu tranh với các loại tội phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Đối với mối lo ngại về nhiều đối tượng phạm tội có những mối quan hệ rộng, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, dù can thiệp cũng không có ý nghĩa gì. Bản thân ông chỉ mong muốn và cảm ơn nếu người nào gọi điện và chỉ đạo đúng, còn chỉ đạo không đúng thì không thể làm theo được. Đấu tranh với các loại tội phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Đó là quan điểm của đảng, quan điểm của ngành công an. Thế nên bản thân ông không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn. Khó khăn hay không là do bản thân mình có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm đến tận cùng hay không thôi. Nói về chuyện đã từng có đối tượng nào tiếp cận với gia đình ông để gây áp lực hay không, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khẳng định, nguyên tắc trong gia đình mình là không can thiệp vào chuyện công việc của nhau.
Tất cả những công việc liên quan đến đơn vị, gia đình ông không bao giờ biết. Nên các đối tượng mà có tiếp cận gia đình ông thì cũng bằng không thôi. Vì người thân của ông cũng chẳng biết gì về công việc của ông, cũng chẳng có ý kiến gì rằng anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia. Khi về nhà là ông không nói chuyện công việc, ăn bữa cơm vui vẻ với gia đình, hát tặng mọi người một vài bài, thế thôi. Thật buồn khi phải xử lý các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên. Với các vụ án có liên quan đến cán bộ, đảng viên, khi phải xử lý, ông Đinh Văn Nơi cảm thấy buồn. Nhưng đây là trách nhiệm mà nhân dân giao, mình phải làm. Quan điểm của ông là xã hội phải công bằng. Công bằng ở đây là công bằng giữa chính quyền và nhân dân, chứ không phải là mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân. Muốn xử lý vụ án lớn, đòi hỏi người lãnh đạo ban chuyên án phải có bản lĩnh. Anh có dám xử lý hay không? Nếu anh dám xử lý, thì anh phải cương quyết. Nếu không xử lý nghiêm, rõ ràng mình không có bản lĩnh và cũng không công tâm khách quan. Trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, hiện nay, đảng và nhà nước xác định xử lý một vụ nhưng cảnh tỉnh được cả vùng, cảnh tỉnh nhiều người. Vì vậy, những người vi phạm, dù ở bất cứ vị trí nào, thì cũng bị xử lý thôi. Với người chỉ huy thì ở đâu cũng là rèn luyện. Nói về quá trình công tác ở An Giang, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, ở Công an tỉnh Quảng Ninh cũng như tỉnh An Giang, những cán bộ công tác tại đây thì người địa phương hầu như rất ít, chủ yếu người từ nơi khác tới. Ông thường ví von rằng, nếu như vùng đất là một tổ chim, thì có rất nhiều con chim từ các hướng, từ các nơi bay về đây hội tụ. Nên ông không gặp khó khăn mấy về sự khác biệt văn hóa. Vì khi đã luân chuyển cán bộ, ai cũng có tâm lý muốn được cống hiến để trưởng thành. Hơn nữa, ông là một trong những người được trưởng thành từ môi trường quân đội, đã quen với gian khổ, rèn luyện vất vả rồi, nên thế nào ông cũng đáp ứng được. Bản thân ông không ngại đến những nơi khó khăn, vất vả, biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi mà đồng bào có lúc, có nơi, trình độ nhận thức còn hạn chế, chưa hiểu hết được chủ trương của đảng, nhà nước, chưa hiểu rõ về công tác của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng công an nói riêng, thì ông muốn đến đó giúp họ hiểu hơn về những chỉ đạo, quan điểm của đảng, nhà nước, của lực lượng công an. Từ đó sẽ tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao từ người dân. Đó là những việc giúp ông trưởng thành. Tức là môi trường càng khó khăn thì càng là môi trường tốt cho mình phấn đấu, rèn luyện. Trong An Giang, đời sống người dân cơ bản còn nhiều khó khăn. Ở Quảng Ninh thì đời sống kinh tế của người dân tốt hơn, mức sống của người dân Quảng Ninh cao hơn, nên vấn đề phát sinh tội phạm lặt vặt là ít. Ở một môi trường xã hội phát triển kinh tế cũng là cơ hội phát sinh tội phạm. Mỗi môi trường sẽ có những loại tội phạm đặc thù khác nhau. Người chỉ huy ở đâu cũng là rèn luyện, nên An Giang hay Quảng Ninh thì với ông cũng không gặp khó khăn gì. Khi dân tin tưởng mình thì tất cả mọi vấn đề khó khăn đều giải quyết được hết. Tướng Đinh Văn Nơi rất được lòng người dân, thường xuyên được ca ngợi trên mạng xã hội, đặc biệt là sau khi ông chỉ đạo triệt phá những vụ án lớn. Chia sẻ về điều này, tướng Nơi cho biết, trong quá trình làm việc, bản thân ông luôn nghĩ rằng người dân thương mình mới động viên mình, không thương sẽ không động viên. Bởi người dân rất rõ ràng minh bạch, tức là anh có công thì người dân ghi nhận. Khi dân tin tưởng mình thì tất cả mọi vấn đề khó khăn đều giải quyết được hết. Đúc kết kinh nghiệm qua các thời kỳ, từ khi làm trưởng công an huyện, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ, giám đốc công an tỉnh An Giang và bây giờ về Quảng Ninh công tác là phải luôn dựa vào dân. Muốn làm việc với chính quyền địa phương thì mình phải gặp dân trước, xem tâm tư tình cảm của họ, sau đó mình mới làm việc với địa phương. Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân là mô hình rất hay. Nó rất thật, nhưng quan trọng là người lãnh đạo chỉ huy có tổ chức thật hay không. Vì thế, ông luôn nghĩ rằng lúc nào còn làm được thì phải phục vụ tốt người dân. Ông biết mình được người dân quý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.